Xin chào các bạn nha. Hôm nay á mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt A318BT này của bên mình với điện thoại để các bạn in cái mã vân đơn trên tất cả các sàn thương mại điện tử luôn nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in nhiệt không cần phải bơm mực, không có sử dụng mực nha các bạn. Đó. Thì ở đây á các bạn có một cục sạc nè và một cái con dây cáp nguồn nè. Đó, các bạn gắm cái cục sạc vào cái cọng dây cáp, rồi các bạn gắm điện vào để các bạn mở cái máy in lên nha. Rồi gắm điện vào ha. Ở đằng sau các bạn nó có cái chui nè, các bạn gắm vào cái lỗ ở đây ha. Rồi ở đây nó cũng có một cái công tắc kế bên này các bạn, các bạn mở lên để mở nguồn lên nha. Rồi khi mà các bạn mở nguồn lên đó thì đèn đèn xanh ở đây nó sẽ sáng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái nắp này ra để các bạn bỏ giấy vào nha. Ở đây nó có cái lẫy nè, các bạn kéo dùng ngón tay chỏ các bạn kéo lên là nó sẽ bật lên nè, các bạn dở nó qua một bên nè. Rồi ok, thì ở đây là cái tờ giấy in test ở bên mình nè các bạn. Bên mình á là cái tờ giấy này á, các bạn sẽ bỏ vào á, là cái mặt nhám nó nằm ở trên và cái mặt bóng nó nằm ở dưới. Có nghĩa là cái mặt này á là các bạn sẽ lột ra nè, các bạn bỏ cái mặt sau, các bạn lấy cái mặt trên có keo nè, các bạn dán vào kiện hàng nha. Thì giấy bên mình á các bạn là một sấp như thế này nè, khoảng 80 đến 90 ngàn một sấp 500 tờ. Nó có keo dán y chang như vậy nè các bạn. Đó, nó có keo dán như vậy nè, các bạn tháo ra, các bạn lột ra, các bạn dán lên kiện hàng rất là nhanh. Cái khổ này là khổ 76130, rất là to nha. Khổ này là vừa nha các bạn, không cần phải khổ A6 đâu, khổ A6 nó to lắm, khổ A6 tới 150 nhân trăm lận. Ok, bây giờ các bạn đóng nắp lại nè. Rồi giấy ở đây thì mình sẽ bỏ vào mặt nhám mình để trên và mặt bóng mình để dưới nè, mặt trơn mình để dưới nha. Rồi nếu mà bạn nào mà để sai á là in nó sẽ không ra mực nha. Ok, thì giấy á các bạn đưa từ sau, các bạn đưa lên nè là nó cái máy nó sẽ tự động kéo cái giấy lên luôn cho các bạn nè. Đó. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã vân đơn trên cái sàn thương mại điện tử TikTok nha. Thì cũng như hai cái sàn kia thôi. Thì bây giờ mình cũng vào cái đơn của mình, sau đó mình sẽ chuyển cái pha đơn của mình qua cái phần mềm Lab Label để mình in thôi nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái đơn của mình nha. Đây các bạn, thì những cái đơn của mình hiện tại là mình đã xử lý hết rồi. Các bạn nào chưa xử lý, các bạn bấm xử lý cái đơn đó, sau đó các bạn bấm in phiếu nhãn nè. Rồi ở trên góc là các bạn bấm chỗ xe, xe qua cái phần mềm Lab Label nha. Đây. Rồi. Ok, bây giờ các bạn bấm in nè. Ở đây thì có những cái thông số là 76x130 là khổ giấy nè, các bạn nào chưa thiết lập thì các bạn thiết lập nha, khổ giấy 76x130 là khổ giấy bên mình nha. Rồi các bạn thiết lập những cái thông số y chang như vậy nha. Rồi in khổ giấy dọc nè, bây giờ các bạn bấm in nha. Rồi các bạn kết nối máy in nè. Rồi khi kết nối thành công thì cái máy in nó sẽ chuyển sang cái đèn màu xanh dương nha. Bấm in nè. Những bạn nào mà bấm muốn in hàng loạt thì các bạn bấm in hàng loạt, in cũng y chang như vậy nha các bạn. In hàng loạt thì nó sẽ ra nhiều tờ hơn nha các bạn. Rồi đây nha các bạn nha. Đây là cái mã vân đơn TikTok nè. Ok, mình sẽ quét thử cho các bạn xem nha. Đó các bạn nha. Ok, những bạn nào muốn mua máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả, mình có để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần miêu tả. Các bạn click vào cái đường link Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì để lại một like, một subscribe ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.